Để tìm hiểu chế độ border, các bạn cũng lần lượt vẽ tôi các cái đối tượng khối như sau, và chúng ta còn vần tới qua editable poly. Bây giờ tôi chọn đối tượng, tôi chuyển đổi qua polygon. Qua modify, chúng ta muốn có cái chế độ border thì các bạn phải làm rỗng các bề mặt này cho tôi. Thì nhanh nhất các bạn có thể làm theo tôi như sau: các bạn chọn bề mặt này, tôi chọn hai cái bề mặt này, cần chuông chọn thêm. Chúng ta chuột phải vào màn hình, chọn lại insert và tăng thông số này lên, và cho hợp lý thì thôi. Mang tính chất tương đối thôi các bạn đánh dấu check đồng ý và nhấn phím delete trên bàn phím để chúng ta tạo hai cái lỗ rỗng. Tương tự, tôi có thể tạo hai cái lỗ rỗng trên dưới. Các bạn chuột phải insert đồng ý và delete trên bàn phím. Thì những cái lỗ rỗng này chính là những cái đường biên của chúng ta. Thì với đối tượng viền bo này, chúng ta chọn hai cái viền bo đi cho nó dễ dàng. Bạn cũng có tùy chọn edge chút, tôi chọn edge chút và nó cũng phóng ra một khoảng cho tôi. Thì về cơ cấu lệnh thì nó hoàn toàn giống như các cái đối tượng vertex cũng như cạnh mà thôi, không có gì khác là mấy. Tôi có thể đồng ý. Tiếp tục tôi có thể vào lệnh chamfer. Nó sẽ tạo thêm chúng ta nhiều lưới ở các bề mặt này. Bạn có thể tăng thêm lưới hoặc giảm đi. Cái cường độ chúng ta có thể giảm nhẹ xuống vào chút và tăng thêm lưới thôi. Đây là quá trình thêm lưới. Tôi không đồng ý thì tôi bấm dấu nhân này. Còn các bạn đồng ý, các bạn có thể bấm vào dấu check này. Ngoài ra, các bạn có thể chèn thêm đỉnh bằng phần insert vertex, và insert vertex. Và các bạn chèn trực tiếp những cái đỉnh vào những cái thành phần border của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn làm liền hai cái bề mặt này, các bạn chỉ cần nhúng cáp, nó sẽ tự làm liền. Nhưng mà theo lời khuyên của tôi, nhanh nhất các bạn nên chuột phải màn hình. Cái lệnh cap mà chúng ta dùng rất nhiều với cái chế độ border này. Rồi chọn cap cũng tương tự ở đây thôi, nhưng nó truy xuất nhanh hơn. Để thấy hiệu ứng của lệnh brick, chúng ta cùng nhau chọn hai bề mặt này trên dưới. Các bạn cần chôn chọn thêm. Sau đó các bạn bấm brick. Nó sẽ kết nối các đối tượng này với nhau, tạo thành một cái khoảng không thông giữa các đối tượng này. Ngay cạnh đó, khi chúng ta đang chọn hai cái đường border này, chúng ta bấm connect để kết nối các đối tượng này với nhau. Tôi có thể bấm hoặc thoại setting để chúng ta kết nối các đối tượng này, tạo ra những cái biên dạng cạnh chạy dọc xuống dưới. Chúng ta tăng segment, tăng cạnh, rồi đẩy nó về hướng nào. Thì đây là tất cả những cái thành phần liên quan đến cái lệnh border ở cái bảng này. Tôi có thể đóng cái hộp thoại này lại. Tính năng Create Shape Form Selection thì tương tự như chế độ số 2 mà thôi, các bạn có thể chọn và tạo thêm cái đường shape. Tôi có thể bấm vào, tôi thấy rằng nó cũng tương tự có smooth và linear. Tôi đóng lại. Các thành phần còn lại thì hoàn toàn giống các chế độ còn lại, chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm các thành phần này ở nhà. Ở phần border thì tôi chỉ khép lại các đối tượng tại đây mà thôi. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau qua cái video tiếp theo.